Mới đây, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường DT741 đoạn qua xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước giữa hai xe máy làm hai người bị thương nặng. Cụ thể, Trần Đỗ Kiều An, 17 tuổi, điều khiển xe máy lưu thông trên đường DT741 hướng từ huyện Đồng Phú, Bình Phước đi tỉnh Bình Dương. Đến xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, bất ngờ tông thẳng vào xe máy do bà Lưu Thị Phượng, 61 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú điều khiển đi theo chiều ngược lại, đang chuyển hướng rẽ trái qua đường. Cú tông mạnh khiến hai người và xe máy bị văng lên phía trước hàng chục mét, cả hai bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.